khai thị. Chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 85, đó chính là không chịu nghe lời. Phật giáo hóa chúng sanh là có khác biệt. Thí như cha mẹ dạy con cái, cá tính và tính tình mỗi người không giống nhau. Có đứa thì rất nghe lời, có đứa thì rất ngoan cố. Vậy thì không thể dùng một phương pháp mà dạy chúng được. Đối với đứa rất nghe lời thì dạy chúng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, không cần phải bận tâm, quyết định thành tựu. Đối với những đứa ngoan cố, dùng nhiều thứ phương pháp khác để điều phục chúng, rất bận tâm, cần phải dùng thời gian rất dài mới có thể thành tựu. Ở trong Kinh Đại Tập, Phật nói được rất rõ ràng. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời kỳ tưởng pháp, thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Hiện tại chúng ta ở vào thời kỳ mạt pháp. Nếu như bạn tu tịnh độ, vậy thì rất nghe lời. Nếu như học các pháp môn khác, vậy thì không chịu nghe lời, đã cô phụ lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời cũng cô phụ A-di-đà Phật. Nếu như chính mình không có cái cơ duyên này, vậy thì không cần phải nói. Cơ duyên khó được. Chân thật giống như trên kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Chúng ta ngay đời này chân thật nhiều thiện căn, nhiều phước đức, mới gặp được cái duyên phận này, đích thật là không dễ dàng gì gặp được. Chúng ta gặp được rồi, nếu như không chịu cố gắng mà học tập, đây là cô phụ chính mình. Các vị phải nghĩ nhiều mà xem. Cửa Phật rộng lớn, 84.000 pháp môn. Vì sao bạn vừa gặp cái pháp môn này? Chân thật là không dễ dàng. Chúng ta sinh vào thời kỳ mạt pháp, tu học pháp môn tịnh độ, chính là y giáo phụng hành, là học trò tốt của Phật. Chúng ta học các pháp môn khác, đó chính là không chịu nghe lời. Vậy thì không còn cách nào. Ở trên kinh điển Phật thường gọi chúng ta là kẻ đáng thương. Chúng ta nghĩ câu nói này của Phật, càng nghĩ chân thật, đúng là kẻ đáng thương. Ai thông minh? Ai có trí tuệ? Người nghe lời Phật dạy là thông minh. Người nghe lời Phật dạy là có trí tuệ. Ai là kẻ khờ? Ai là kẻ ngu ngốc? Người tự cho mình là thông minh, không chịu nghe lời, đó mới là kẻ ngốc. Đó chân thật mới là dại khờ. A-di-đà-phật.
Nam mô A Di Đà Phật.